Những chương trình truyền hình vướng lùm xùm trong năm 2017, xoắn hào quang gương mặt thương hiệu, siêu sao đáng chữ là những chương trình hứng nhiều tai tiếng trong năm qua. Sau ánh hào quang, sau vài tập lấy nước mắt khán giả, khi đi sâu khai thác chuyện đời tư nghệ sĩ với sự dẫn dắt của MC Trấn Thành, talk show sau ánh hào quang gặp lùm xùm lớn khi tập 10 lên sóng. Trong tập này, Lê Giang tâm sự cuộc sống từng là vợ lẽ, bị chồng bạo hành và hai con không nhìn mặt. Nghệ sĩ Hà Duy Phương, chồng cũ của Lê Giang, sau đó bức xúc cho rằng cô cố tình vu khống mình thông qua sau ánh hào quang. Duy Phương cáo buộc đơn vị sản xuất và phát sóng chương trình không kiểm chứng thông tin, khiến cuộc sống và tinh thần của anh bị ảnh hưởng nặng nề. Chia sẻ của Duy Phương nhận được cảm thông của nhiều người, khiến chương trình bị chỉ trích. Lùm xùm này khiến ban tổ chức sau ánh hào quang sau đó đã gỡ bỏ tập 10 khỏi kênh YouTube chính thức. Mới đây, nghệ sĩ Duy Phương đã nộp đơn kiện ekip thực hiện sau ánh hào quang. Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm nay được tổ chức với format truyền hình thực tế. Với tên gọi Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ 2017, chương trình thu hút sự chú ý từ vòng sơ khảo khi thu hút nhiều gương mặt đã nổi tiếng trong showbiz Việt. Tuy nhiên, sau vài tập lên sóng, chương trình vướng lùm xùm khi người mẫu Mai Ngô chủ động rút lui. Trong lá đơn viết tay dài 5 trang gửi tới Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Mai Ngô cho biết cô cảm thấy bị tổn hại về tinh thần, hình ảnh, danh dự khi tham gia cuộc chơi này, đồng thời bức xúc vì kết quả kỷ luật mà ban tổ chức áp dụng với cô. Sau lùm xùm Mai Ngô bỏ thi, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 còn vướng nhiều ý kiến trái chiều. Vì tổ chức đêm bán kết tại Nha Trang khi tỉnh này đang chịu hậu quả nặng nề của bão Damrey. Những phát ngôn của hai giám khảo Hoàng My, Phan Anh liên tục đến đêm bán kết và bão Ramey cũng hứng chịu nhiều chỉ trích. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau đó đã tiến hành một cuộc thanh tra và yêu cầu ban tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 tạm dừng các hoạt động. Cuối tháng 11 vừa qua, ban tổ chức sau đó đưa ra thông báo sẽ chuyển đêm chung kết của cuộc thi sang tháng 1 2018. The Face 2017, câu chuyện Minh Hằng, Hồ Ngọc Hà và chiếc ghế huấn luyện viên The Face 2017 là một trong những lùm xùm được chú ý nhất trong nửa đầu năm 2017. Giữa tháng 4, Minh Hằng nước mắt lưng tròng khi trả lời phỏng vấn trên một trang tin và cho biết Hồ Ngọc Hà chính là người gây áp lực lên ban tổ chức, không cho cô làm huấn luyện viên The Face 2017. Những chia sẻ của Minh Hằng nhận được sự phản ứng trái chiều từ dư luận. Nhiều người còn nhận định ban tổ chức chính là người chơi chiêu, đứng sau câu chuyện này để gây sự chú ý cho chương trình. Phía Hồ Ngọc Hà từ chối trả lời về cáo buộc của Minh Hằng. Còn ban tổ chức The Face 2017 sau đó cũng không bình luận về vụ việc. Chương trình sau đó vẫn lên sóng đều đặn với sự tham gia của ba huấn luyện viên Minh Tú, Lan Khuê và Hoàng Thùy. Tuy nhiên, The Face 2017 vấp phải nhiều chê bai về những màn cãi vã giữa các huấn luyện viên và các thử thách thiếu sáng tạo lặp lại kịch bản cũ. Bạn là ngôi sao, giữa tháng 6 2017, ban tổ chức Bạn là ngôi sao đưa ra thông báo ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đột ngột dừng vai trò giám khảo vì tức giận khi thấy Harry Won được ngồi vào ghế chính trong live show hôm 11 tháng 6. Thông tin này làm dấy lên dư luận cho rằng giữa Hồ Quỳnh Hương và Harry Won xảy ra mâu thuẫn. Phía ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ngay lập tức phản bác thông tin mà ban tổ chức đưa ra. Khi cuộc thi chính thức kết thúc, Hồ Quỳnh Hương tung ra bằng chứng cho thấy ban tổ chức vi phạm các điều khoản hợp đồng. Nên cô mới đơn phương chấm dứt công việc làm giám khảo, nhà sản xuất sau đó phải công khai xin lỗi Hồ Quỳnh Hương và nhận sai sót vì đã không sắp xếp được vị trí chỗ ngồi ở giữa cho nữ ca sĩ theo như quy định trong hợp đồng. Siêu sao đoán chữ, đầu tháng 5 2017, game show Siêu sao đoán chữ trở thành tâm điểm của dư luận khi thông tin ca sĩ Hương Giang Idol xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân trong lúc ghi hình chương trình được lan truyền. Trên thực tế, ngày 8 tháng 5, nghệ sĩ Trung Dân cùng nhiều đồng nghiệp trong đó có ca sĩ Hương Giang Idol tham gia ghi hình Siêu sao đoán chữ. Khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi cho người chơi, các tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần ông ấy đúc đầu vào ba chấm và ông ấy bị thương. Người chơi phải điền vào dấu ba chấm đó, xem ông ấy đúc đầu vô máy gì. Đến lượt Hương Giang Idol trả lời, cô đã ra đáp án là đúc đầu vô cầu tiêu. Câu trả lời của Hương Giang Idol khiến nghệ sĩ Trung Dân cảm thấy sốc vì bị xúc phạm nặng nề. Ông đã bỏ về sau khi giải thích rằng, tôi không thể quay với một người vô văn hóa như vậy. Thuyết phục nghệ sĩ Trung Dân quay trở lại tiếp tục ghi hình không thành, đơn vị sản xuất đã quyết định loại anh khỏi chương trình Siêu sao đoán chữ và giữ lại Hương Giang Idol.
Câu chuyện này được nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ trên báo vào sáng 14 tháng 5 và ngay lập tức tạo ra một làn sóng chỉ trích hướng về Hương Giang Idol cũng như chương trình. Đơn vị sản xuất sau đó giải thích đây không phải là chiêu trò gây chú ý, nhưng cũng không bình luận trước câu hỏi về việc lựa chọn Hương Giang Idol theo hợp đồng đã ký trước và phẳng tay loại nghệ sĩ Trung Dân. Phản ứng dữ dội của khán giả cũng như các đồng nghiệp khiến Hương Giang phải tổ chức một buổi gặp gỡ báo chí ngay chiều 14 tháng 5. Nữ ca sĩ vừa khóc vừa xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân. Cô thừa nhận do không nghe rõ câu hỏi nên vô tình làm tổn thương nghệ sĩ bậc cha chú. Tối 15 tháng 5, nghệ sĩ Trung Dân bất ngờ đăng một clip lên trang cá nhân và cho biết quyết định tha thứ cho Hương Giang Idol. Sau vụ xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân, toàn bộ hình ảnh của Hương Giang Idol đã được nhà sản xuất cắt bỏ khỏi tập phát sóng tối 15 tháng 5.